Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Các hệ thống siêu thị lớn tại Việt Nam đang ngày càng chú trọng tới ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động bán lẻ. Nhà thông minh đang trở thành một xu hướng công nghệ tất yếu là tiêu chuẩn của nhà ở hiện đại và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Đông chi nhánh thứ 2 của Viện Pháp tại Hà Nội đã chính thức khai trương. Thưa quý vị, tiếp Hiệp hội các nhà sản xuất Singapore vào chiều tối ngày 6 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao ý tưởng kết nối hai nền kinh tế của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, đồng thời khẳng định chính phủ Việt Nam rất khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Singapore đầu tư vào khu công nghệ cao ở Đà Nẵng. Chính phủ cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho dự án này. Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất Singapore cho biết, các nhà đầu tư Singapore mong muốn đầu tư vào Việt Nam trên một số lĩnh vực, trong đó trọng tâm đang hướng tới Đà Nẵng. Hiệp hội này mong muốn sẽ xây dựng tương lai Singapore tại Đà Nẵng. Ông đưa ra khái niệm Đà Nẵng có thể xây dựng được thành phố trong vườn và hoàn toàn có cơ hội trở thành trung tâm triển lãm hội nghị của thế giới. Còn tại buổi làm việc với Bộ Tài chính vào chiều ngày 6 tháng 4, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng cho biết, qua tổ công tác, Thủ tướng ghi nhận Bộ Tài chính đảm bảo tiến độ thu ngân sách tốt quý 1 đã đạt là 23,4% dự toán. Bộ cũng tiên phong xử lý cán bộ nêu tên các doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng chưa niêm yết trên sàn chứng khoán hoặc là công khai đích danh các doanh nghiệp nợ đọng thuế. Thủ tướng cũng đánh giá cao việc Bộ Tài chính đã dự kiến cắt giảm và đơn giản hóa gần 190 điều kiện kinh doanh trên tổng số là 370 điều kiện. Tuy nhiên, Bộ phải tránh tình trạng là cắt giảm điều kiện kinh doanh ở trong nghị định nhưng lại biến tướng thành điều kiện kinh doanh trong thông tư. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính phải nghiên cứu các giải pháp để chống thất thu đối với các hộ kinh doanh cá thể vì hiện số nợ đọng thuế đang rất lớn, lên tới hơn là 78.000 tỷ đồng, hạn chế tối đa tiêu cực trong lĩnh vực thuế cũng như là hải quan. Các hệ thống siêu thị lớn tại Việt Nam đang ngày càng chú trọng tới thương mại điện tử. Mới đây, các hệ thống siêu thị cả trong và ngoài nước như là Co-opmart, Aeon, Lottemart đã đầu tư và bước đầu ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động bán lẻ. Với quy mô đầu tư ít nhất là 50 triệu đô la Mỹ trong những năm tiếp theo, điều này hứa hẹn sẽ thay đổi mạnh mẽ cách mà các siêu thị truyền thống đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Là chủ của một quán cơm nên chị Trang thường tất bật cả ngày cho việc buôn bán. Biết đến ứng dụng mua hàng siêu thị qua điện thoại được 3 tháng nay, là từ đó chị Trang luôn dùng cách này để mua hàng mà không cần đến trực tiếp siêu thị. Đi siêu thị thì em chỉ mua mấy đồ tiêu dùng gia đình thôi, đó là đặt thì nó đỡ mất thời gian. Hiện các siêu thị tại Việt Nam đều đi những bước thận trọng trong việc ứng dụng thương mại điện tử. Co-opmart sau nhiều lần trì hoãn, mới đây cho biết sẽ bắt đầu ứng dụng mô hình thương mại điện tử kết nối đa phương tiện từ giữa năm nay. Các siêu thị ngoại như Aeon Việt Nam hay Lottemart cũng mới chỉ chạy thử ứng dụng mua sắm qua điện thoại được vài tháng nay và mở rộng quy mô áp dụng theo từng siêu thị một, chứ không áp dụng đồng loạt cho hệ thống. Tuy nhiên, hiệu quả bước đầu là khá tích cực. Chẳng hạn như theo Lotte, lượng người dùng app điện thoại tăng trưởng gấp đôi theo tháng. Giá trị mỗi đơn hàng người dùng app cũng đạt đến 500.000 đồng, cao hơn mức 200.000 đồng của người mua sắm trực tiếp tại hệ thống. Khi một hệ thống siêu thị như chúng tôi ứng dụng thương mại điện tử, thì với nền tảng sẵn có là các cửa hàng truyền thống, chúng tôi sẽ có rất nhiều mô hình kết hợp giữa mua sắm trực tuyến, online và mua sắm trực tiếp, offline, để đưa ra các chương trình sáng tạo mới mẻ hơn. Đây chính là cách để cạnh tranh với các trang thương mại điện tử đi trước. Giới chuyên gia nhận định, sau khi các doanh nghiệp nước ngoài chiếm hơn 50% thị phần bán lẻ trong nước từ cách đây vài năm, thì nay khối ngoại tiếp tục tỏ ra nhanh chân hơn các doanh nghiệp nội trong việc bước vào thương mại điện tử. Đặc biệt là khi đối với thương mại điện tử, chất lượng dịch vụ là yếu tố mang tính tiên quyết để cạnh tranh. Cái dịch vụ khách hàng luôn luôn là cái điểm rất là hạn chế của doanh nghiệp trong nước của mình. Bản thân các siêu thị trong nước chúng ta cũng phải hoàn thiện lại cái quy trình dịch vụ của mình. Chúng ta phải đảm bảo là có được một cái, có thể là đơn vị thứ ba hay bản thân các anh chị làm cái chuyện vận chuyển đó. Mà không phải chỉ vận chuyển, ngay cả cái người giao hàng đến tiếp cận với khách hàng, chúng ta phải có thái độ cách phục vụ như thế nào. Không chỉ là làm được mà còn phải làm thật nhanh. Theo Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử trong bán lẻ tại nước ta đang đạt đến 35% hàng năm và sẽ tiếp tục duy trì tốc độ này trong tương lai gần.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu mặt hàng rau quả của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay đạt là 934 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản vẫn là những thị trường nhập khẩu hàng đầu các mặt hàng rau quả của Việt Nam. Trong khi đó, tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả 3 tháng đầu năm là 340 triệu đô la Mỹ. Để đẩy mạnh xuất khẩu rau quả, Bộ này cho biết hiện sản phẩm vải, nhãn đã mở cửa được một số thị trường lớn khó tính. Cùng với việc tăng cường đàm phán mở rộng thị trường xuất khẩu mới, thì điều này sẽ giúp tiếp tục mở cửa thị trường các sản phẩm này trong thời gian tới. Sau gần 4 năm hoạt động, thì 2 ngày nữa, Uber sẽ chính thức dừng hoạt động tại Việt Nam và một loạt các nước Đông Nam Á sau khi đã sáp nhập vào Grab. Thương vụ này ngay lập tức làm dấy lên những lo ngại về tình trạng độc quyền taxi công nghệ tại Việt Nam, nhất là khi taxi công nghệ dường như là đã tìm được chỗ đứng khá vững chắc trên thị trường Việt Nam, được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên, thì nhiều người lại cho rằng sự hợp nhất này cũng sẽ mở ra một cơ hội không hề nhỏ cho các doanh nghiệp Việt Nam vươn lên cạnh tranh. Hãng taxi công nghệ Grab mua lại cổ phần của Uber tại Việt Nam. Cuộc đua tranh giành thị trường taxi công nghệ Việt nay chỉ còn lại Grab. Cũng lo chứ, bởi vì thường thường ấy thì những cái gì nó độc quyền thì bao giờ nó cũng ép về cái, nhất là về lái xe và về khách hàng. Grab mua lại Uber ấy, thì mình lo ngại về cái vấn đề là họ sẽ độc quyền luôn cái dịch vụ taxi hay là vận chuyển công nghệ này. Thì mình nghĩ là đợt tới nếu mà giá cả tăng lên thì cũng là mối lo của mình. Về phần mình, nhiều ứng dụng taxi Việt chuẩn bị được tung ra thị trường như ứng dụng T.net được phát triển bởi FPT, ứng dụng Celo hay ứng dụng Vato. Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Giao thông Vận tải Hà Nội là xây dựng cái quy chế quản lý taxi. Trong đó có một cái mục, một cái phần là gì? Giao cho Hiệp hội Taxi Hà Nội tổ chức xây dựng một cái phần mềm đặt xe chung của cả hiệp hội, dự kiến là 1 tháng 7 đưa vào để thí điểm. Mỗi một doanh nghiệp chỉ làm một phần ad cho riêng mình thì làm sao phục vụ được cho cái cộng đồng xã hội nói chung, nên chúng tôi đã phải làm sao để xây dựng, để phải triển khai ra một cái sàn thương mại điện tử, và cái việc này thì mới có cơ hội để cạnh tranh với Grab. Các cơ quan quản lý nhà nước khẳng định sẽ hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc chính sách để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng trong thời gian tới. Với cái dự thảo nghị định thay thế nghị định 86 thì chắc chắn là sẽ tạo dựng ra một cái môi trường kinh doanh bình đẳng để các doanh nghiệp có thể cùng nhau phát triển. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội. Người tiêu dùng Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi khi sắp tới các ứng dụng gọi xe Việt được sử dụng rộng rãi. Cùng với đó là những tiện lợi và giá cả cạnh tranh. Thưa quý vị, vài năm trở lại đây, khi thế giới đang dần tiến vào kỷ nguyên kết nối mọi vật qua Internet, nhà thông minh trở thành xu hướng công nghệ tất yếu, là tiêu chuẩn của nhà ở hiện đại. Không nằm ngoài xu thế đó, thì tại Việt Nam, các nhà khoa học cũng đang tích cực nghiên cứu và phát triển nhà thông minh thế hệ 4.0 có sử dụng trí tuệ nhân tạo hay là công nghệ điều khiển giọng nói hoặc là cử chỉ. Điều đặc biệt là cuộc chơi này cũng chứng kiến sự cạnh tranh chủ động từ các doanh nghiệp Việt Nam. Phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với một chuyên gia phát triển nhà thông minh tại Việt Nam để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nhà thông minh trong clip dưới đây. Theo hãng nghiên cứu Juniper Research Mỹ, thị trường nhà thông minh đang phát triển mạnh mẽ với doanh thu thị trường toàn cầu dự kiến đạt 71 tỷ đô la vào năm 2018. Các đại gia công nghệ như Microsoft, Apple, Google, Samsung đều tỏ ra hào hứng với xu hướng này bằng một loạt vụ thâu tóm. Google mua lại Nest, hãng sản xuất bộ điều khiển nhiệt độ thông minh và thiết bị báo khói. Samsung ra mắt hệ thống nhà thông minh khép kín trong các thiết bị của hãng. Apple giới thiệu nền tảng phát triển ứng dụng nhà thông minh HomeKit. Tại Việt Nam, cùng với xu hướng tăng trưởng mạnh của IoT, nhà thông minh cũng đang dần trở thành một lĩnh vực hấp dẫn để các doanh nghiệp đầu tư và phát triển. Với sự lên ngôi của các công nghệ mới như IoT, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, các sản phẩm và giải pháp thông minh ngày càng trở nên phát triển và phổ biến hơn. Nhà thông minh hay còn gọi là Smart Home đã trở nên quen thuộc với sự tham gia của rất nhiều các công ty công nghệ trong và ngoài nước. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi. Ông có thể chia sẻ một số lợi ích của nhà thông minh đối với người tiêu dùng? Cái nhà thông minh nó là một cái ngôi nhà mà giúp cho chủ nhà có thể quản lý, vận hành
điều khiển toàn bộ hệ thống thiết bị điện điện tử trong nhà một cách dễ dàng nhất thông qua smartphone, thông qua các kịch bản thông minh và thông qua cái việc lập trình tự động hoàn toàn các hệ thống trong nhà. Thì đó là một cái giá trị mang lại cho người dùng một cái cuộc sống tiện nghi, an toàn và tiết kiệm hơn. Việc tạo ra một ngôi nhà thông minh thì theo ông đâu là phần quan trọng nhất? Đó là phần mềm hay là phần cứng ạ? Phần cứng thì đảm bảo cho cái việc là kết nối ổn định về các cái hệ thống trong nhà. Ngoài cái phần cứng ổn định ra thì cái phần mềm nó phải là yếu tố quan trọng nhất. Đấy, để tạo ra sự khác biệt giữa một cái giải pháp ngôi nhà tự động và một ngôi nhà thông minh thì cái phần mềm nó sẽ có cái trí tuệ nhân tạo, có cái điều khiển giọng nói. Thì đó là cái nền tảng để tạo ra một ngôi nhà smart thực sự. Mặc dù công nghiệp 4.0 và Internet hay các thiết bị di động đã trở nên rất phổ biến trong những năm qua, thì nhà thông minh vẫn chưa thực sự là một trào lưu tại Việt Nam. Thì theo ông, đâu là những nguyên nhân khiến cho nhà thông minh vẫn chưa thực sự trở nên phổ biến như vậy? Thực ra về cái vấn đề này thì tôi nhận thấy là nó có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là thị trường Việt Nam chưa phải là một thị trường công nghệ thực sự, xu hướng về mặt công nghệ thì mới chỉ tiếp cận được những cái giải pháp công nghệ cơ bản nhất, ví dụ như Internet hay là smartphone, đó là một cái giới hạn. Và cái yếu tố thứ hai là mà nhắc đến ý, là một cái hệ thống nhà thông minh chưa được phổ biến, đó là cái phân khúc của cái giải pháp này. Vì cái chi phí triển khai giai đoạn đầu tiên nó rất là cao. Một cái công trình mà triển khai giải pháp nhà thông minh thì có thể tính đến vài trăm triệu đến một tỷ. Thì cái việc đó đã là một cái giới hạn cho việc phổ biến. Trước chi phí cao làm hạn chế sự phổ biến của nhà thông minh, một số doanh nghiệp Việt hiện nay đang cố gắng xây dựng nên một thương hiệu nhà thông minh made in Vietnam, xứng tầm cạnh tranh với các thương hiệu đến từ nước ngoài, mang lại cho người Việt cơ hội trải nghiệm và sử dụng hệ thống nhà thông minh hoàn hảo về chất lượng cũng như là chi phí hợp lý nhất. Trong mô hình nhà thông minh này, các thiết bị trong nhà có kết nối với nhau qua Internet, được điều khiển thông qua điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Người dùng sẽ không phải di chuyển mà chỉ cần tương tác qua thiết bị. Chỉ với một vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh thì tôi có thể dễ dàng điều khiển các thiết bị trong căn nhà này. Ví dụ như là đóng mở rèm cửa, điều khiển các thiết bị chiếu sáng, điều khiển các thiết bị làm mát chỉ với chiếc điện thoại thông minh này. Và điều này có được là nhờ giải pháp nhà thông minh được tích hợp trong chính căn hộ này. Tại Việt Nam, hiện có khoảng 7 đơn vị nghiên cứu và triển khai nhà thông minh trong thực tế. Trong số đó có cả những doanh nghiệp khởi nghiệp không ngại cạnh tranh trực tiếp về nền tảng công nghệ mới nhất mà thế giới đang ứng dụng. Cái hệ thống nhà thông minh thì nó phải có khả năng học được cả cái thói quen người sử dụng. Ví dụ chúng tôi đã đưa những cái khả năng, ví dụ như khi hàng ngày chúng ta sử dụng cái bình nóng lạnh vào lúc 6 giờ chẳng hạn. Đấy, nhưng mà hệ thống khi quan sát hàng ngày chúng ta, 2 ngày tiếp theo chẳng hạn, 3 ngày tiếp theo chẳng hạn, chúng ta lại sử dụng lúc 7 giờ. Thì tất cả những cái thời điểm sau đó nó được xích xuống khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ để phù hợp với cái nhu cầu thực tế. Với các hãng nhà thông minh made in Việt Nam, khách hàng có thể lựa chọn hai phiên bản. Một là nhà thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành cho biệt thự cao cấp với chi phí lắp đặt hàng trăm triệu đồng trên một nhà, và nhà thông minh phổ cập cho căn hộ với mức giá từ 30 triệu đồng trở lên. Hiện tại một số dự án bất động sản tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng trang bị nhà thông minh đồng bộ cho tất cả các căn hộ. Việc nghiên cứu và phát triển nhà thông minh thì đã bắt đầu từ khi nào và đã phát triển ra sao trong những năm qua? Chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển những giải pháp nhà thông minh từ những năm 2002. Cho đến nay thì chúng tôi đã củng cố và hoàn thiện một cái giải pháp nhà thông minh hoàn chỉnh nhất. Chúng tôi đã có cái nghiên cứu sâu về các thị trường nước ngoài và các cái giải pháp mà nước ngoài đã áp dụng phổ biến. Theo ông, đâu là những ưu thế vượt trội của các hãng sản xuất Việt Nam? Với năng lực sản xuất cũng như là cái năng lực về công nghệ của các công ty Việt Nam so với các công ty nước ngoài thì các công ty Việt Nam không thua kém gì so với công ty nước ngoài. Cái ưu thế của hãng nhà thông minh Việt Nam nằm ở cái khía cạnh là cái áp dụng cái công nghệ mới tốt hơn. Cái thứ hai nữa là hiểu được cái nhu cầu của người dùng Việt. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Chi phí cao, sự quan tâm về công nghệ của khách hàng là những yếu tố lớn nhất khiến nhà thông minh vẫn chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam. Các hãng sản xuất nhà thông minh đã có nỗ lực trong việc đa dạng hóa sản phẩm hay là liên kết với các dự án bất động sản để mang nhà thông minh đến gần hơn với người tiêu dùng. Mặc dù vậy, với những lợi ích mà nó mang lại thì nhà thông minh được dự báo sẽ là một xu thế không thể đảo ngược ngay trong tương lai gần, nhất là trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra. Và tại Việt Nam, thị trường nhà thông minh được dự báo sẽ phát triển mạnh tại những thành phố lớn trong những năm tới. Trong phần tiếp theo của bản tin, lần đầu tiên các nhà khoa học Việt Nam đã ứng dụng công nghệ thành công trong điều trị bệnh dạ dày và trào ngược.
Thừa Thiên Huế đang tích cực triển khai những sản phẩm du lịch đặc sắc về đêm để gia tăng cả lượng khách du lịch đến và thời gian lưu trú. Vào sáng ngày 6 tháng 4, đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào do đồng chí Inla Văn Kẹo Bun Phan, Chủ tịch Hội dẫn đầu, đã sang thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai. Làm việc với đoàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào ngày càng phát triển tốt đẹp. Trong đó, tình đoàn kết phụ nữ hai nước luôn giữ một vị trí đặc biệt trong được thể hiện qua sự phối hợp trên rất nhiều lĩnh vực như là xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, giao lưu và hợp tác các tỉnh giáp biên. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhì, hạng ba cho tập thể cá nhân Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào. Phía Lào cũng trao tặng huân chương tự do hạng ba cho lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Vào ngày 6 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Vĩnh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 281 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh thành phố khác. Căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Vĩnh, sinh năm 1955 tại Nam Định, nơi cư trú số 199 Hàn Thuyên, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 281 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Phan Văn Vĩnh. Vào sáng ngày 6 tháng 4 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo và triển lãm quốc tế về 4G LTE năm 2018 với chủ đề thúc đẩy phát triển nền kinh tế số trên nền tảng băng thông rộng, tầm nhìn và giải pháp công nghệ. Hiện tỷ lệ phủ sóng 4G tại Việt Nam đã đạt là hơn 70% diện tích lãnh thổ, với tốc độ mạng đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á chỉ sau Singapore. Theo đánh giá của các chuyên gia, sự lớn mạnh nhanh chóng của hạ tầng mạng 4G LTE trong những năm qua và tiềm năng phát triển mạnh trong một vài năm tới đã tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy nhiều hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng 4.0. Và theo dự báo đến cuối năm 2019, mạng 5G sẽ chính thức được thương mại hóa trên toàn thế giới. Chính vì vậy, đây cũng chính là thời điểm thích hợp để các nhà quản lý, doanh nghiệp công nghệ thông tin cùng thảo luận về việc quy hoạch phát triển mạng 5G tại Việt Nam. Sau đây là một thông tin vui cho nền khoa học của nước nhà. Thưa quý vị, lần đầu tiên, các nhà khoa học Việt Nam đã ứng dụng thành công công nghệ hướng đích vào hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên curcumin được chiết xuất từ củ nghệ vàng nhằm phát triển sản phẩm hỗ trợ trong điều trị bệnh dạ dày và trào ngược. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi hội thảo đột phá công nghệ hướng đích trong điều trị bệnh dạ dày trào ngược, kết quả mô hình liên kết viện trường doanh nghiệp do Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức vào chiều ngày 6 tháng 4 tại Hà Nội. Công nghệ hướng đích là công nghệ đưa thuốc đến thẳng tế bào bị bệnh mà không ảnh hưởng đến tế bào lành, tăng hiệu quả điều trị bệnh. Với bệnh dạ dày, công nghệ hướng đích sẽ đưa các hạt curcumin, thành phần quan trọng từ củ nghệ vàng, đến trúng đích, phát huy tác dụng tại các vùng viêm loét trong dạ dày, giúp tránh curcumin bị lãng phí trong cơ thể, hỗ trợ điều trị căn bệnh này. Nhờ các phương pháp này mà từng phân tử thuốc có thể đến các tế bào bị bệnh một cách chọn lọc nhất và bằng một con đường ngắn nhất. Chính vì vậy, nó sẽ có hai cái lợi, tức là phát huy được cái tác dụng chữa bệnh của phân tử thuốc. Thứ hai là tiết kiệm được dược phẩm cần thiết, mang lại lợi ích cho người bệnh. Mô hình liên kết giữa trường, giữa viện nghiên cứu và các doanh nghiệp là mô hình rất là có hiệu quả trong sự phát triển khoa học công nghệ nói chung và trong việc đưa những cái thành tựu khoa học mới vào ứng dụng thực tiễn, là mang lại cái hiệu quả kinh tế to lớn và phục vụ nhân dân. Việt Nam hiện có khoảng 70% dân số có nguy cơ bị đau dạ dày, 20% dân số Việt Nam mắc căn bệnh này với tỷ lệ ngày càng gia tăng, mỗi năm tăng khoảng 0,2%. Nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến nhiều biến chứng, trong đó có ung thư.
Hiện công nghệ hướng đích tạo ra một thế hệ thuốc mới trong hỗ trợ điều trị bệnh. Với thành công này, Việt Nam trở thành nước thứ hai sau Mỹ sản xuất thành công sản phẩm sủi curcumin, tạo nên bước đột phá của y dược học Việt Nam. Tiếp tục một thông tin vui cho những người yêu mến văn hóa Pháp đang sinh sống và làm việc tại phía Tây Nam Hà Nội. Vào sáng nay, mùng 6 tháng 4, Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Đông chi nhánh thứ 2 của Viện Pháp tại Hà Nội đã chính thức khai trương. Sự kiện nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp, góp phần khẳng định tầm quan trọng và tiềm năng phát triển của giao lưu văn hóa giáo dục đối với mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Bertrand Lortolari và Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, ông Lê Quân đã cùng cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Đông. Sự kiện cũng đã thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên. Nó sẽ là một cái địa điểm rất là thuận lợi để giúp cho sinh viên có được cái cơ hội tiếp cận một cách gần gũi hơn, tiếp cận một cách thuận lợi hơn trong giờ học cũng như ngoài giờ học đối với lại cả cái văn hóa Pháp. Mình cảm thấy thực sự tuyệt vời bởi vì nhà mình ở ngay tại Hà Đông này. Là một sinh viên học tiếng Pháp thì việc có một trung tâm ngay tại đây nó dường như là đẩy thêm một bước giúp mình đến gần hơn với việc tham gia vào cộng đồng Pháp ngữ. Nằm trong khuôn viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, L'Espace Hà Đông được trang bị 5 phòng học tiêu chuẩn cùng nhiều trang thiết bị và tài liệu tiếng Pháp. Tuy mới mở cửa đón công chúng từ tháng 11 năm 2017, nhưng trung tâm hiện đã có hơn 200 học viên và tổ chức thành công một số hoạt động văn hóa đặc sắc như triển lãm chủ đề Hoàng tử bé và môi trường, tuần lễ phim Pháp, hòa nhạc. Chúng tôi sẽ sớm đưa vào hoạt động một thư viện đa phương tiện để hoàn thiện hoạt động của trung tâm, bởi ở đây không chỉ có các khóa học. Tôi hy vọng đây cũng là nơi mọi người có thể đến giải trí. L'Espace Hà Đông không chỉ dành cho sinh viên, mà mở cửa chào đón tất cả mọi người. Chúng tôi luôn ưu tiên thúc đẩy mối liên kết giữa tuổi trẻ Pháp và tuổi trẻ Việt Nam. Và hiển nhiên là điều đó được thực hiện, trước hết thông qua hợp tác văn hóa, cũng như việc học các ngôn ngữ của nhau. Có thể nói, hợp tác trên lĩnh vực văn hóa là một điểm nhấn quan trọng trong quan hệ đối tác Việt Nam-Pháp 45 năm qua. Thành lập từ năm 2003, Viện Pháp tại Hà Nội đã và đang góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt-Pháp thông qua hàng loạt sự kiện chiếu phim, hòa nhạc, triển lãm được tổ chức liên tục trong năm. Việc khai trương L'Espace Hà Đông chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác văn hóa giáo dục giữa hai nước trong tương lai. Thưa quý vị, ngoài thế mạnh là du lịch di sản, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tích cực triển khai thêm những sản phẩm điểm nhấn đặc trưng khác biệt để gia tăng cả lượng du khách đến và thời gian lưu trú. Trong năm nay, Huế sẽ hình thành thêm một số sản phẩm du lịch mới, nhất là những sản phẩm du lịch đặc sắc về đêm. Giản dị và tinh tế, đó là những cảm nhận của du khách khi đến với Áo Dài Sâu, một sản phẩm du lịch mới tại cố đô Huế. Như một câu chuyện kể về áo dài Huế, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, nhưng cho dù ở thời đại nào, tà áo dài xứ Huế vẫn toát lên một vẻ đẹp rất riêng, làm bao người ngẩn ngơ. Đó là vẻ đẹp giản dị nhưng không kém phần kiêu kỳ. Tôi thấy Áo Dài Sâu là một chương trình không chỉ giúp du khách thỏa mãn phần nhìn là được chiêm ngưỡng quốc phục truyền thống của Việt Nam, thật sự rất đẹp, mà còn được tìm hiểu sâu hơn về truyền thống văn hóa của người Huế xưa. Đến với Huế về đêm, hiện nay du khách đã có một hệ thống các không gian văn hóa, ẩm thực, dịch vụ tương đối hoàn chỉnh thông qua các điểm nhấn như Đại Nội về đêm, phố đi bộ hay chương trình thắp sáng kỳ đài kết hợp bắn súng thần công. Không dừng lại ở đó, thời gian đến, Huế sẽ có thêm các sản phẩm mới như văn hiến kinh kỳ, chương trình thực tại ảo đi tìm Hoàng Cung đã mất, hứa hẹn sẽ là điểm nhấn mới của du lịch Huế. Cầu Ngói Thanh Toàn, một vùng làng quê với cảnh sắc thiên nhiên mơ mộng và yên bình hiếm có. Trải nghiệm phiên chợ quê về đêm cũng là ý tưởng của chính quyền địa phương và người dân nơi đây, với mong muốn góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch về đêm tại Thừa Thiên Huế. Năm 2018, tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu thu hút khoảng 4 đến 4,2 triệu lượt khách, khách lưu trú đạt khoảng hơn 2 triệu lượt khách. Với những thay đổi mạnh mẽ trong chất lượng dịch vụ và đổi mới sản phẩm du lịch, Huế vẫn là một trong những điểm đến hấp dẫn của du lịch Việt. Bản tin thời sự cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy truy cập vào trang web vtv4.vn cũng như là YouTube để xem lại các chương trình của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.